Chị chưa hả? Ừ. Nhớ luôn. Ừ. Bò, gỏi bò. Ừ. Là món đầu tiên. Món thứ hai món sốc. Món thứ ba là món gà quay. Quay à? Thứ tư là món gà bò. Đấu hầm hầm á. Món là sữa chua. Nghe không? Nhưng mà ấy là một suất đồ ăn đó là bữa nay là tầm mấy ta? 200 mấy rồi. 200 mấy được không á? Chưa có nước à? Chưa chứ. Ừ, được. Ông đi nhà hàng mua như đó, nhà hàng bình thường như đó là 200. Thiện lời lắm, thì nhà hàng lời ghê lắm. Hành tính theo kiểu giống như kiểu người múa này rồi. Người MC rồi tụi lưng thứ thì mới tặng cho mình cái đó, còn mình trước là mình cũng tiền nữa. Sao chị nói thiệt chứ, ở quê chị năm ngoái chị làm một triệu rưỡi tới vừa á, ăn tay tình tay luôn, 10 món. Nói chung là làm thì nó thì còn chịu mấy, còn nhà hàng cũng đó. Trong nhiều chuyện năm ngoái là một suất mà cả cái đạp, mà đi vô là thành rồi. Bởi vì đi 300 là họ đâu có lời đâu. Đi 500 tiền mua mà đi sợ. Chưa nói là áo quần nữa. Ngoài quý là làm xong là lỗ luôn. Họ tưởng bị có 200, 200. Bạn bè thân thiết từ 500. 500 cũng khó, vậy trừ thời buổi kinh tế chứ. Sau dịch lớn mà bắt đầu lo. Ví dụ họ gửi là gửi 200 nhiều mà đúng không? Thì ví dụ không thăng bình thường á, họ gửi chắc cỡ 200 cho nó vui thôi chứ cho nó đỡ ấy thôi chứ còn kiểu em thấy cũng ít món, nấu cũng ít lắm chị Loan, như món bò kho hầm nữa là cứ người được mấy miếng như mấy, mà riêng bàn nhà em mà có 7 người thì đó nha, 8 người thì đó, chứ 10 người là thành ít á. Mai thì không đi. À, thì em ngồi một bàn. Bạn dư mà. Kiểu vô được là hết. Em biết từ đầu, mình nói từ đầu mình không đi luôn à. Biết tới giờ không có không sẽ cập rực như thế này. Ừ. Thì trước là chị kiểu chị cũng nói luôn nên mà chị thì soạn soạn thì xuống rồi chị loa lũ tóc là chị không sao bỏ được. Chị loa lũ tóc là mình muốn là vừa xong tiêm tiêm ăn làm luôn bây giờ không biết. Nhanh lắm, thời gian nhanh lắm. Lúc vội thì rất đó. Lúc mà chờ cái gì cũng lâu thế bà. Không cái gì đó là lâu lắm. Bon chen sang con ngân nó mi được chị Loan. Em hẹn hả? Dạ, chị Loan ơi, tối thì chạy đi mua đồ nè, 11 giờ mới về nè. Mua nó đó hả? Dạ. Mua nó mấy tiền đó? 500.
Em đi tìm mà em tìm không ra. Thôi, mùa đại giờ rồi. Mua ở đâu đó? Em mua chỗ Ori shop ở chỗ đường chị Lữ Vương với chị Thông qua định đi với chị qua đó. Sau kia thôi có Phan Thanh trước, đi được ngược đường kia. Anh người không qua được luôn đó. Sáng kia được cái nơi lấy luôn cho rồi nha. Muộn rồi. Em ăn xong 9 giờ mới đi mua. Lần ta nhìn lắm mình 7 phút này. Phim nghe trời. Có những ngày gì nghỉ hết cũng không yêu cầu cũng hay thiệt. Alo. Luôn hả? Em có bạn chị tới ở Hoàng Diệu á. Em coi có bạn mua rảnh rảnh làm việc bạn chị sớm chứ vì bạn chị đang có cái lịch ra sân bay kìa. Nó tới rồi mà kêu chờ để tiến sợ mau. Tên gì vậy? Em nói rằng ý là qua rồi hả chị? Đang ngồi đợi á, em coi sắp tới giùm chị với vì ảnh có lịch ra sân bay á. Mà cây chờ lao sợ ảnh trễ. Dạ. Sắp xếp liền chị với tinh lệ, cái chị nó tinh lệ nghe. Dạ. Coi làm giùm cho chị nó trước, chị đi sân bay trễ giờ kìa. Khách mấy đứa làm hết bị nó rồi. Một người chết chị nữa đó. Qua nhì thử phải cái tên lệ trong tờ phiếu không là được. Em qua máy em làm mày. Dạ. Để mấy đứa làm như thế. Dạ. Nhất cái một người. Muộn câu nữa. Nhìn thấy nhiều mà nặng chẳng được cái gì trơn. Vì cái trơn. Okay.